các bạn ở nhà đã học được những gì rồi nào? Hôm nay cô sẽ ôn cho các bạn một số chữ cái mình đã học nhé. Các bạn cùng ôn với cô nào. V, S, L, D, D, Ơ, Á, Ứ, Y dài, H, R, A, Ư, S, W, N, B, Y ngắn, U, E, B, O, G, E, O, K, G, M, T. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nhé. V, S, L, D, D, Ơ, Á, Ứ, Y dài, H, R, A, Ư, S, W, N, P, Y ngắn, U, E, B, O, G, E, O, K, G, M, T. Chúng ta đã ôn xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Chào tạm biệt. Sài Gòn Academy tiên phong giáo dục sớm từ 0 tuổi.